thời gian và sau các lễ tài đó các cái bộ văn nghệ tất cả là những từ từ các là nó quá đẹp luôn, linh lung linh. Làm diễn viên được rồi. Miền Tây chào buổi tối cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Bước Chân Miền Tây đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Sài Gòn. Thì nhân dịp Giáng sinh, Bước Chân Miền Tây kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một đêm Giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình, và đặc biệt vui vẻ khi xem kênh Bước Chân Miền Tây nha. Trong video này thì Bước Chân Miền Tây sẽ cập nhật tình hình mọi người vui trong đêm Giáng sinh. Phải nói là biển người luôn rồi cô chú anh chị ơi, quá đông luôn rồi. Bây giờ Bước Chân Miền Tây sẽ cho mọi người xem đây. Đó, ở đầu đường này thì đã như vậy rồi, đi một đoạn nữa thì sẽ rất là đông. Hiện tại thì giờ này 7 giờ gần 7 giờ rưỡi, đêm 24 tháng 12. Bây giờ Bước Chân Miền Tây sẽ dạo quanh một vòng để cho cô chú anh chị xem không khí đêm Giáng sinh của Sài Gòn năm 2023 này. Thực sự là một lượng khách đông kinh khủng. Ở bên kia hình như là có một dàn bông giấy mà qua đó không được. Đây, đường này chúng ta sẽ đi thẳng về chợ Bến Thạnh. Ở phía trước rất là đẹp, rất là vui. Ở đó thì sẽ chen chân không lọt nha. Ở khu vực của Bước Chân Miền Tây đang đi ra rai đây thì cũng còn vắng, tại vì giờ này vẫn còn sớm á. Ở đó hình như đang có chương trình ca nhạc nữa. Mọi người đang tập trung, phải nói là đông kinh khủng luôn. Cảnh thành phố về đêm rất là đẹp. Là đang có hát karaoke. Lâu lắm rồi Bước Chân Miền Tây mới đi dạo ở phố đi bộ Sài Gòn.
Hôm nay có rất là nhiều ông già Noel đi phát quà đây. Ông già Noel phiên bản thiếu nhi, tay thỏ tay từng lọc, chấp chấp chiếu chiếu. Dạo quanh một vòng ở phố đi bộ, sau đó thì Bến Tre miền Tây sẽ đi đến những cái nhà thờ lớn của Sài Gòn. Mà như là đường ở đây cũng được chặn nè, chặn xe. Mình thấy bên đó là người ta cấm xe không cho vô luôn kìa. Đó là chặn đó, chỉ cho đi bộ thôi. Rồi phía trước một biển người luôn, đông kinh khủng. Cái gì đây đông quá. Mấy bạn trẻ đọc hip hop. Bán tai thỏ trồng trống. Quá nhiều chương trình âm nhạc. Mấy cái này là mấy cái băng rôn yêu đậm sống động, không biết có quảng cáo không. Mình không gành mấy cái này nữa. Ở đây có còn chú Trăng nữa. Mấy bạn nhỏ dường như là rất là quen hình ảnh chú Trăng lên không? Mình thấy là không có sợ nè. Ngồi xem Trăng nữa kìa. Trăng này là Trăng nuôi. Đây là quảng cáo cái gì đây ta? Ở Trà miền Tây không có gạch lắm rồi, ở Sài Gòn chỉ quay thôi cho cô chú chị xem mà. Dễ thương quá. Rồi có người ta đứng trong đây chắc nực lắm ta.
Mát mẻ đưa chị em đi dạo. Ở khu vực này là đông quá ta. Khách nước ngoài. Đây là người ta thật nè. Phải đứng một tư thế rất là lâu, phải nói là bái phục mấy anh chàng này. Đứng như vậy rất là lâu luôn á. Này cho luyện giống như là tuyệt đỉnh công phu vậy. Không giống nhất. Quá đông. Ở đây có giống như mấy cái lều luôn. Hồi như trong đây có ghế. Ôi, massage. Và đây là Inside Out. Trời ơi, mọi người diễn tiếp rồi. Sao kết thúc rồi? Đang hay lắm á. À, mời các em lên đây để cùng nghe lời nhận xét của ban giám khảo. Ở đây có chương trình âm nhạc mà hết nhạc mình mới dám quay. Lý do là bản quyền nha. Quay lại được không? Thì cái bài tụi em nó rất là hay. Hài. Mà nó cứ nhảy thôi, inside kệ nó. Đúng không? Nhạc nó hài, cái lời nó hài, đọc thoại nó hài. Nhảy đúng một mặt buồn. Quá đông luôn. Dường như là mấy cái gói ở đây là người ta có sẵn hay gì á. Thấy mọi người nằm nhiều lắm nè. Giống như cái gói dựa thôi á. Cái này người ta để sẵn cho mình ngồi hả chị? À, miễn phí ha. Quá em ra đây mát mẻ luôn kìa. Im không cô? Im lưng ha. Có thêm cây quạt nữa là em nằm đây ta. Như ta thích nằm á, ngắm sao. Lượng người như thế này mà mình nghĩ chắc không có đủ gói rồi. Tao muốn thử không? Kiếm gói xuống nằm thử kìa. Hello. Hi. Where are you from? Australia. Australia. Thank you, thank you. Australia. Chụp lên luôn hả? Chụp lên quay quay luôn kìa. Hai cô gái rất là vui. Bye bye bye. Bye, bye. Bị
bị hai cô gái nước ngoài quay phim lên luôn rồi. Nãy người bạc đây người vàng. Lúc nãy là người bạc, cái này là người vàng. Mấy em nhỏ chụp hình. Giờ này là còn sớm nha cô chú anh chị, khoảng một tiếng nữa thì phố đi bộ sẽ đông hơn rất là nhiều. Càng về khuya thì Sài Gòn càng đông đúc. Phi tiêu trò chơi phóng phi tiêu. Đây là người ta bán hàng á. Bóng xanh như thế nào rồi? Ở đây là quảng cáo cái gì đây? Giống cô gái Nhật Bản. Mọi người tham gia khuyến mãi nhận quà đi mọi người. Chỉ cần thao tác được 1 phút thôi là mọi người đã rinh quà về nhà rồi nha mọi người ơi. Ai tham gia cũng đều có quà hết, phần thưởng trị giá lên đến 2 triệu đồng. Em chống nắng, kem dưỡng ẩm, đắp mặt nạ và thức uống cola sen từ nhà mỹ cơ và những sản phẩm từ nhà A Quán Bên Quý trị giá lên đến 5 triệu đồng. Xin kính mời mọi người, chúng ta hãy cùng tham gia vào giải thưởng của tụi em nha mọi người. Wow, ở đây rất là đẹp nè. Có một cô bé rất là đẹp nè. Không biết là quảng cáo cho gian hàng gì hay ha. Bánh kẹo. Oh, một cô gái đứng
đi đứng cà kheo, đứng cà kheo quá cao rồi. Hai cậu anh niên cũng đứng cà kheo luôn, quá hay. Đứng cà kheo là một môn nghệ thuật khó nha, mà cô gái này đứng được nè. Này cao khoảng đầu gần 4 mét đó. Wow, trình diễn luôn kìa. Cao khoảng 4 mét. Quá hay. Ồ, ở đây có người hoàng nữa. Quá đông người ta. Là mấy bạn trẻ này đi nhặt rác vào thùng, ở đó là hình ảnh đẹp phố đi bộ nè. Các bạn đi gấp rác kìa, những cái ly nhựa, những cái phần bọc ni lông được nhặt bỏ vô hai cái thùng. Đây là những cái thùng được người ta trang trí theo chữ số.
Quá đông phía trước rồi. Ở bên đó quá đẹp luôn. Nhưng mà đường thì khó lòng mà đi sang bên đó được. Dòng xe dưới này muốn qua cũng khó lắm. Có lẽ là phải chờ đèn đỏ. Như đã qua được rồi, quá đi quá đi. Bên này quá đẹp rồi, bước chân tay quay cho cô chú anh chị xem khu vực này. Bây giờ thì bước chân miền Tây đang trên đường hướng về nhà thờ lớn, nhà thờ Bao Lô của quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn. Giờ này thì rơi vào khoảng 21 giờ 10 phút đêm 24, đêm chính của lễ Giáng sinh năm 2023. Wow, đông vui quá nè. Hello. Hello. Ở đây là bán đồ lồng đèn cho mấy bạn thiếu nhi. Lúc nãy đây bắn pháo hoa rất là đẹp. Chút xíu nếu có bắn pháo hoa nữa mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Cả một tuyến đường rất là rộng nha. Trên đó là biển người luôn rồi, kẹt cứng trong đó luôn rồi kìa. Đây mới là khu vực đầu ngoài thôi. Mọi người mua tay thỏ. Tay thỏ từng lọc. Đây thì hơi hiếu sáng. Trang phục chính của đêm Noel Giáng sinh là mấy bạn hay chọn màu đỏ. Màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn. Hồi đồng quá. Đây người ta bán bong bóng. Mua đi. Wow, ở đây trang trí lồng đèn quá đẹp. Lồng đèn màu hồng. Lung linh lung linh. Thank you.
nguyên một hàng lồng đèn màu hồng luôn, quá dễ thương. Rất là cuốn hút mấy bạn nữ đến đây để check in chụp hình. Dựa vào cái nền nhà màu vàng đồng nó là quá đẹp. Giờ này rất là đông rồi. Đây là khu vực đường số 19 Bình Trị Đông. Khu vực ngày này thì công an chưa chặn xe có thể ra vào. Bán đồ ăn với uống nhiều.
khu vực bán đồ ăn. Nhà thờ ở bên kia, cứ mình đi vòng lại. Rồi ta đi mỏi chân quá ta ngồi luôn. Để bong bóng nè. Đẹp chưa bong bóng. Giờ này thì cũng còn hơi sớm chứ khoảng gần đến 12 giờ thì lúc sẽ đông nhất. Ôi quá đông. Ôi bong bóng. Bắp xào. Bánh tráng. Bánh tráng hả? À. Bằng này nhiêu chị? Giá 15 ạ. À. Đại cho em bằng. Bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng. Người đẹp lấy tương gì á người đẹp? Tương cà. Rồi có người đẹp á. Có 15 ngàn hả? À. Giá bình dân. Giờ mình sẽ đi thẳng về nhà thờ. Quá đông rồi. Mệt quá phải ngồi nghỉ chân luôn rồi. Ồ, hình như là trên phía đó còn có đốt pháo nữa kìa. Quá.
bó hoa do tưởng như là dòng suối vậy, đang đổ thẳng xuống, sáng cả một góc trời luôn. Hết rồi, một tí nữa chắc có thể là bắn tiếp. Cái đèn thôi. Đây phía trước cổng vào nhà thờ quá đông rồi. Đường này thì hiện tại thì công an người ta chặn hết các ngõ ngã đường rồi, không có cho xe vào, thành ra cái lượng người chỉ đi bộ thôi, không có xe, mà tôi thấy cái người như thế này là chứng tỏ rất là nhiều. Thêm bóng bóng nữa kìa. À, cửa này là vào, không biết vào nhà thờ được không nữa. Tuyết rơi sau mình thấy là trắng xó phía trước luôn nè. Đó, như là có máy phun tuyết phun sương đó. Một cái không khí mùa đông tràn ngập quận 8. Khói quá, khói à, người ta đốt cái gì á. Nhiều cái máy làm khói. Rồi, có lẽ thì video ngày 24 tháng 12 ở khu vực nhà thờ Ba Lô của Bức Tranh Miền Tây cũng sẽ khép lại ở đây.
cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem. Ở đây có cái đèn trang trí đẹp quá nè, có một bé trai đang đứng giữa cái vùng đèn trang trí luôn, xe vòng vòng luôn. Diễn TikTok luôn. Wow. Quá điệu nghệ. 10 điểm. Múa đi con trai. Làm diễn viên được rồi. Thôi mình ra tới đây thì mình cũng chia tay cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và ngủ ngon. Tạm biệt và hẹn gặp lại trên kênh Bức Tranh Miền Tây những tập tiếp theo.